Anh hứa với tôi là tốt nghiệp xong chúng tôi sẽ đám cưới. Anh gạt tôi. Anh vô tội không có yêu tôi. Tôi nghĩ là anh có nghĩ tới và biết rõ mình đang cần tới cái gì. Chị thì không giữ đứa con này. Chúng tôi đã chia tay, tại sao tôi còn phải giữ đứa nhỏ? Không giữ. Tôi không giữ. Đúng. Tôi hiểu được tâm trạng của chị. Nếu làm vậy chị được khá hơn chút. Mình kiếm cái gì ăn trước rồi mới tính sao. Ờ được, tôi cũng định vậy. Ok. Jean-Luc. Tôi đây. Mời theo tôi. Một lát gặp. Chúng ta hoan nghênh đại luật sư Đinh Như Sơn. Các vị, tôi là Đinh Như Sơn. Thưa ông Đinh Như Sơn, tôi muốn hỏi ông là một đại luật sư có tiếng kinh nghiệm và đức cao trọng vọng. Tại sao ông lại đi trễ? Và tại sao ông lại cho phép mình đi trễ? Tôi nghĩ cô bạn này tương lai sẽ là một luật sư xuất sắc. Tại vì cô hiểu được thời gian. Đối với một luật sư, mỗi giây phút đều là tiền. Nếu như tôi đã lãng phí thời gian của cô, xin hãy đừng quá đơn cho tôi. Nếu như tôi trả lời câu hỏi của cô, thì tôi đã lãng phí thời gian của những bạn khác, thì họ lại sẽ gửi quá đơn cho cô. Cho nên cô hãy suy nghĩ chín chắn. Cô cần tôi trả lời câu hỏi này của cô hay không? Đinh luật sư, tất cả những dự kiện ông hãy nắm vững phần thắng rồi mới đoán hay không? Đối với những bạn chỉ mong kiếm tiền thì dự kiện này coi như không ăn thua gì, mà là phải coi ra tòa bao nhiêu lần, kiếm bao nhiêu tiền. Còn tôi đoán dự kiện thì tôi thấy có người cần tôi giúp. Ý niệm này tôi nghĩ chúng ta hãy tận sức để mà làm việc. Nhưng mà sự thật tức là luật pháp và phải công chánh. Như là các bạn đã từng nghĩ rằng chúng ta sống trong một xã hội thích thừa kiện, và công lý của con người có một xu hướng là thích dùng những phương thức tương tự để xử lý những tình trạng. Nếu như đã có những án lệ trước một tình trạng nào thì dễ có định luận và còn có tài quyết. Sự thật là như vậy. Còn có nguy hiểm là tại vì vấn đề đưa ra sẽ càng lớn. Nè, tôi có một thí dụ. Có một cao thủ bơi lội nhìn thấy một người bị đuối. Anh chẳng những không cứu được người, lại khoanh tay đứng nhìn, rồi lại đưa ra hàng đống những lời án đi ủng hộ hành vi và lập trường của anh. Tại vì ở pháp luật, anh tuyệt đối không có trách nhiệm đi mạo hiểm cứu người. Nhưng mà đối với tôi, tất cả những án lệ và những danh tự đều là vô nghĩa. Tại vì tôi thấy phải gánh một trách nhiệm là vấn đề đạo đức. Là một luật sư, tôi cảm thấy đạo đức và công nghĩa là quan trọng hơn tất cả. Ê, Đinh luật sư à, ông nói thiệt là hay quá đi. Đinh luật sư, Đinh luật sư, thật ra tôi muốn cảm ơn ông vì ông đã trắng án mưu sát cho ba của tôi. Nếu không tôi cũng không có cơ hội học luật. À, ba của cô. À, tôi nhớ lại rồi. Cô tin là ba của cô vô tội nên ở ngoài tổng bộ chính phủ đã tuyệt thực 3 ngày 3 đêm. Phải, cảm ơn ông đã đón dự kiện đó cho tôi. Nếu không tôi tuyệt thực tới chết cũng vô dụng. Tại vì tôi cũng tin rằng ba của cô vô tội. Và còn phải có tín nhiệm và tận hết sức mình. Có thể cho tôi xin chữ ký hay không? À, được được. Cảm ơn. Không có gì. Cảm ơn. Thank you.
chào. Hai phi ông chào. Chị nghe phép để thu hình hả? Nhìn phải. Đẹp hơn trước. Cảm ơn chứ. Dạ hello, chào các chị. Xin chào. Hello, chào. Thôi, chào. Come in. Fion, sếp Đinh kiếm chị. Cảm ơn. Chào thầy Đinh. Tất cả đông đủ rồi hả? Để tôi bắt đầu giới thiệu. Đây là thân chủ của chúng ta, tên là Mã Hương. Chào cô Hương, tôi họ Lưu. Lưu luật sư, Đinh luật sư, hai vị nhất định phải giúp tôi. Cái tên Mã Vĩnh Tài này thiệt là vô thiên lý. Nó ép tôi bán mảnh đất cho nó phát triển. Tôi không chịu. Nó không ngừng kiếm người tới quấy nhiễu còn gì quả phụ chúng tôi, khiến cho chúng tôi không ngày nào được yên ổn. Cái tên này thiệt là lòng lang dạ sói, tán tận lương tâm, giả tình giả nghĩa. Bề ngoài giả là một người tốt, như là một nhà từ thiện. Thật ra là cái thứ lừa manh mánh mùng vàng trá. Mấy chuyện không có lợi ích, nó quyết không có đi làm đâu. Tôi có hợp đồng giấy trắng mực đen. Nó thiệt là một người vô pháp vô thiền. Nó muốn đàn áp cả nhà lớn nhỏ chúng tôi, đuổi chúng tôi ra ngoài cầm cáo ăn xin. Chúng tôi là những xã quần yếu đuối, chừng nào mới không bị họ hiếp đáp chứ. Cảm ơn ông Mở. Ông Mở, ông thường hay chiếu cố tới những người già cả như chúng tôi. Ông tốt bụng như vậy, Bồ Tát nhất định phù hộ cho ông sống lâu trăm tuổi. Bà cụ à, bọn trẻ chúng tôi hiếu thảo với người già cả là đúng mà. Cho bà thêm bao lời. Dạ cảm ơn nhiều lắm. Dạ chúc ông làm ăn được phát tài. Ok, lại ông già nhọt đi, mau đi. Đúng rồi, đúng rồi, mày nhọt đi nha. Đừng có phòng ngang người ta xây nhà lâu. Nè, mày còn không dọn á, thì mày coi chừng nữa nha. Dọn đi. Nếu như nó thì có lý, thì tôi đâu có chuyện tới văn phòng kiếm nó phải lánh mặt tôi. Lưu luật sư, cái mảnh đất này là của ba tôi đem tiền mua về vào năm 72 đó. Anh à, trên hợp đồng có chữ ký và dấu tay của hai người đó, của trưởng làng và người kiểm chứng. Mã Vĩnh Tài ăn hiếp chúng tôi là cô nhi quả phụ. Ông trời nhất định sẽ diệt nó. Không cần ông trời diệt, tòa án sẽ có tài quyết công chánh. Luật sư đại diện của đối phương là John Chen, Trần Sâm Hiền. Sao hả? Lâm bị hư. Để tôi thử coi. Mày làm cái gì đây? Mở một nhà hàng mà dùng tới mười mấy triệu. Dùng đó một chút có được hay không vậy? Chỉ cần sửa sang qua loa thì được rồi. Làm cho có lệ thôi, đâu có sao. Ông Mã, tôi đang tiết kiệm rồi, về sửa sang tôi đã không có. Nè, còn nữa, cái nhà hàng ở bên kia, kiếm người làm sập nó mau đi. Tao mặc kệ mày dùng cách gì, nói là thiết bị tiêu phòng của nó không đúng cũng được, hay là có cờ bạc gian lận cũng được. Muốn nói sao thì nói, mấy chuyện này có cần bắt tao đi làm hay không? Tôi biết làm sao rồi. Còn nữa, nếu sau này nhà hàng của tao kiếm không ra tiền, tao hỏi tội mày đó. Dạ biết. Sao còn đứng ở đó, ra ngoài làm việc đi. Dạ, ông Mã. Dạo này chuyện gì cũng không được suôn sẻ. Sương à, chuẩn bị con heo quay đi, tao phải cúng. Dạ được. Phải chú Tài à, đám người trong quốc nội hối dữ lắm đó, chúng ta có nên xa nhau chút không? Cái con mụ đó cứ không chịu đi thì là phiền quá mà. Một mình nó mà làm hư hết kế hoạch hơn thỉ bạc của tao. Nhưng mà nói trở lại, Trần luật sư đó có được không? Của Trần luật sư giới thiệu mà, nhất định phải được chứ. Nếu được thì đỡ. Ông Mã, Trần luật sư tới. Chào ông Mã. Trần luật sư. Mời ngồi, mời ngồi. Ngồi. Ngồi đi. Nếu có chuyện gì, hẹn tôi tới văn phòng của anh cũng được mà. Có phải có chuyện biến gì không? Không phải. Tôi đi ngang chỗ này luôn tiện báo cho ông biết, đối phương đã mướn đại luật sư Đinh Như Sơn. Ông có tiếng lắm, bà có trả nổi hay không? Trong ngành có ai không biết, ông đón với chị không phải là vì tiền. Vậy hả? Có tiền cũng không kiếm, dài dòng vậy. Trần luật sư, tôi chỉ muốn biết xác suất về mảnh đất đó chắc ăn được bao nhiêu hả? Anh biết không? Tôi tận sức đánh cho ông. Vậy phải nhờ anh đó. Nè ông Mã à, bên đối phương đã đề cung một chứng cớ mới là một hợp đồng mua bán. Ông coi lại cái chữ ký này, có phải thiệt là của ông không đây? Phải, là chữ ký của tôi, và cũng thiệt là dấu tay của tôi. Nhưng mà tôi không nghe ông nhắc tới cái bản hợp đồng mua bán này. Thì cũng tại tôi quá ngây thơ, tưởng giúp được thì giúp,
Bây giờ bị người ta cắn trở lại, họ thiệt quá đáng mà. Tụi bay còn dám tới, tao chết sống tụi bay nè. Cô Mã. Định luật sư là các người hả? Chị đợi các em ăn sô-cô-la, đừng có khóc. Cảm ơn chị. Cô bị người ta dùng lưới kẽm gai dây lại bao lâu rồi? Đã hơn một tháng. Mấy hôm trước còn cúp nước nữa đó. Uống nước ngọt nha. Mọi người ở đây thì dọn đi hết rồi. Bây giờ không có ai tới mua đồ. Vậy tại sao cô còn ở chỗ này? Năm xưa ba của tôi đã thề là cai cờ bạc nên mới năn nỉ được má tôi về. Má tôi trút hết tiền tử, bán hết nữ trang để trả nợ cờ bạc giỏng và mua được mảnh đất này, rồi mở một cái tiệm nhỏ. Không những làm ăn được khá, rồi từ đó họ cũng được ân ái lắm. Mảnh đất này thiệt có ý nghĩa với họ lắm. Nhưng có một vấn đề hiện thực, cho dù bà mua được mảnh đất nhưng xung quanh không ai ở, từ nay làm sao bà sinh hoạt? Ê, không nghĩ xa như vậy nữa, tới đâu hay tới đó. Người cha đi đời của tôi biểu tôi phải truyền lại cho con cháu. Nếu tôi không nghe lời ổng, khi chết làm sao còn mặt mũi gặp ổng chơ. Coi nha, bây giờ cấp luôn điện của tôi. Cái đám này thiệt là vô cô mà. Đoàn tối còn thả chó hù mấy đứa nhỏ của tôi. Tôi báo cảnh sát lại không thụ lý. Tôi thiệt là hết cách. Xe cô đâu? Bị hư rồi, hư trong lúc tôi cần nhất. Lên xe đi, tôi đưa cô về. Không tiện đường, đừng miễn cưỡng. Sao lại không tiện đường? Qua đây. Tôi đã dặn máy lạnh cho nhỏ rồi. Khí quản cô không tốt, lau khô nước mưa đi, nếu không dễ bị tể cân xuyển. Lần trước có về Anh Quốc thăm bác trai bác gái, bọn họ đều mạnh khỏe chứ? Chắc là mỗi ngày vẫn còn đánh tennis. Họ khá lắm, cho nên hoạt động gì cũng thích. Ba còn nhớ là bác trai thích quay đá banh quốc tế, hoài ổng chừng nào của Anh Quốc để quay tại hiện trường. Nếu như cô nói thì ổng sẽ lập tức đi theo cô ngay. Bọn họ coi cô là con mà. Cô thì đúng là lẩm cẩm, cầm cây dù đi. Cảm ơn. Bye. Bye. Anh John. Anh đã nhận di kiện của Mai Vĩnh Tài. Ít khi có được cơ hội đòi sức với thầy Đinh ở trên tòa án. Dự kiện này tôi cũng có phần. Ý, vậy là một cơ hội tốt học tập với lại thầy Đinh đó. Mình có cơ hội đòi sức ở tòa án. Chúc anh may mắn, hẹn gặp ở tòa án. Thôi. Hãy bà như màu không chân thông, như nhận được liều ngâm nhông, nhận đầu biển phong, mây tan hà ngõ phun nhọc. Như ngày tháng, màu giao liền trời biển siêu sao, tóc ngây bất trời vùi sao, nhắm nhau bằng nhau. Vì ngõ như phải thông sĩ quay ngõ yêu, như hôm mô trùng lâu truy nê trầm ngủ tiêu ngán lệ. Hoàng hẳn lời hòa chi kỳ sơn đời, giao xin sợi chuyện phần tuyên thao liều sân thơi lào lưu. Trùng lời ý quay si trống lọc trời, vui nàn mong đất xâm trời. Nguyện lời một nhau nị, làm tay chỉ yêu lời. Kỳ như biên yêu ngô hơi trăng trời, lình yên phát sao. Mù thông chi nhìn dục chiếm siêu thần. Ngô yên truyền mất quay sợi, yên nhì trời quay ngô, họ biết đó cao trời. Lại cánh xâm lời của bác
hơi. Tặng cho em nè. Còn nữa. Máy chụp hình này là anh muốn mua. Anh mua về coi như làm quà sinh nhật. Tặng em cũng là tâm ý thôi, đâu có sao. Không phải quà sinh nhật của em đâu có thích cái này. Em chưa có hề dùng thử quà sao lại biết là không thích. Hôm xưa em đâu có thích anh. Thì bây giờ cũng đâu chịu buông tay. Đừng có quá yên chí, có chừng bị em bỏ đó. Đừng có tranh luận với anh nữa. Trong lúc thực tập em chưa có hề thắng anh. Có biết không đây, cái máy chụp hình này chụp ra em thật đẹp lắm. Nè, 1, 2. Anh Đông nói muốn có máy cà phê để làm quà cưới. Năm ngoái nhập quà đã tặng máy cà phê cho ảnh rồi. Ồ, anh biết. Anh nhất định là không muốn có con rồi đám cưới. Anh biết gì không thể thích uống cà phê, cho nên định là nấu cà phê ngày đêm để cho cái thai chết trong bụng khỏi phải đám cưới nữa. Sao anh lại nói như vậy? Không có con là không cần đám cưới à? Nè, coi giùm anh chọn chiếc xe nào tốt đi. Đương nhiên chọn cái loại xe 7 người. Qua em đổi nghề lái xe bản trắng đi đón khách hả? Chọn xe 7 người, xe 2 người chở 3 người không nổi là tốt nhất. Anh không muốn kích thích mới giai đoạn mới sao? Muốn có 3-4 người, qua em lợi hại như vậy sao? Nói chuyện với anh không hợp rồi. Còn khoảng cách thời gian dài mới hết nửa kiếp người. Cái chuyện đám cưới chưa lại thế kỷ sao rồi mới tính đi, có phải không đây? Mình học hành cực khổ như vậy thì phải sống thêm vài năm nữa trên sự nghiệp chứ. Sự nghiệp với gia đình có thể đi chung. Anh không muốn dừng dẫn mà quá, như là bỏ chân bỏ tay không có đường rút lui. Bây giờ không phải tốt sao? Mấy năm rồi mấy năm, mình đã sống chung với nhau quá lâu. Anh không thấy lãng phí thời gian hay sao? Đám cưới hay không cũng là hai người sống chung với nhau. Có khác đâu. Anh thấy không? Em thích không có nghĩa là anh thích. Anh hài lòng không có nghĩa là em thích. Ok. Để mình phân ra để mình tỉnh lại. Trên đời này không có chuyện thiếu ai cũng được. Sắp tới giờ. Đã sắp tới giờ rồi. Vô đi. Vô con này, tới nạt cái thằng con của tao hả? Mày sẽ bị trời đánh. Cô Mẫn, tôi thật sự không có kiếm người để khoái nhiễu các người. Tôi cũng không muốn kiện bà đâu. Nhưng mà tôi đã ký hợp đồng với người khác, các người lại không chịu đi, tôi làm sao ăn nói với người ta đây hả? Bà không có chỗ ở, không sao. Tôi đã kiếm chỗ cho bà và kiếm người dọn nhà cho bà. Chuyện này dễ thôi. Hả? Bà không có việc làm thì tôi xếp đặt cho bà làm, đừng gây chuyện nữa. Vậy thì đừng có thấy anh tài hiền lành rồi tham lam vô mờ bến. Bà suy nghĩ kỹ chưa? Thua rồi nói không chừng sẽ bị mất sạch đó. Và còn ở tù nữa kìa. Anh nói cái gì? Anh lấy tiền của người ta cho nên nó tốt cho người ta. Bà nói chuyện giữ lời nha. Nếu không sẽ thừa bà tòa phi bán đó. Thôi đi, mặt tốt hay mặt xấu cũng đã diễn xong. Đi vô đi. Trần luật sư, lần này phải coi ông đó. Thầy Đinh, thiệt là vui mừng có cơ hội học tập với thầy. Thanh niên khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng đừng cố ý quá. Tôi biết là cậu có tài, tôi mong là có cơ hội quen biết lối làm việc của thế hệ mới các người. Nghiệp. Thưa quan tòa, tôi thuộc phòng luật sư Thái Trương Lâm. Tôi đại diện cho thân chủ của tôi là ông Mã Vĩnh Tài, tố cáo cô Mã Hương xâm chiếm đất đai cá nhân. Vào ngày 1 tháng 3 năm 1972, Mã Hổ, tức là người cha đã qua đời của cô Mã Hương, đã lập một giấy hợp đồng với thân chủ của tôi. Nội dung của hợp đồng này có viết rõ Mã Hổ đã dùng 12.000 tiền Hồng Kông mua vào cái nhà thông của thân chủ tôi và cả mảnh đất số 3 của khoảng Thượng Hương Di của làng Ngũ Gia. Nhưng mà mối giao dịch này không phải là mối giao dịch chính thức, bởi vì Mã Hổ ghiền cờ bạc đã thua rất nhiều, trong tình trạng hết cách.
chỉ đành xin thân chủ của tôi giúp ổng gạt người vợ lấy tiền ra để mà trả nợ. Cho nên tôi đã coi lại tất cả cây lục ở phòng điền thổ. Cái mảnh đất này lâu nay vẫn do thân chủ của tôi chiếm hữu nghiệp quyền, và nghiệp quyền chưa bao giờ được chuyển nhượng. Cho nên thân chủ của tôi quả thật là người sở hữu chính thức của mảnh đất này. Ông Mã Vĩnh Tài, Mã Hổ thật ra thiếu ông bao nhiêu tiền? Chuyện này đã cách lâu năm rồi, làm sao mà nhớ được chứ. Nhưng nếu không 10 ngàn thì là 8 ngàn. Nhưng mà theo như ông nói thì vốn không có chuyện bán đất. Tại sao cả nhà của Mã Hổ lại ở trên mảnh đất của ông bấy lâu vậy hả? Lúc thằng Hổ bại mưu với tôi đã có vào trước. Anh nói là sợ người vợ của anh biết, cho nên tôi mới thuê cái số 3 đoạn Thượng Hương Di này để anh mở tiệm. Rồi anh hứa với tôi là mỗi năm sẽ trả tiền lại cho tôi. Nhưng mà sau năm 1993 tôi đã không thâu tiền nữa. Anh nhất định là bài mưu kế để mà chiếm lấy nghiệp quyền. Theo tôi nghĩ... Phản đối. Thưa quan tòa, tôi phản đối người nguyên cáo đã suy đoán vô căn cứ. Phản đối hữu hiệu. Thưa quan tòa, thân chủ của tôi vào giữa năm 73 đã di dân tới Hòa Lan. Nhưng mà lâu nay có thói quen giữ lại tất cả những kỷ lục chi tiêu của ngân hàng. Từ trang 170 tới 183 chính là mấy bản copy của hội phiếu và sổ ngân hàng bấy lâu nay của ổng. Và sự thật Mã Hổ đã nghiện cờ bạc, thiếu nợ rất nhiều. Cho nên yêu cầu thân chủ của tôi hợp sức với ổng lừa gạt người vợ để người vợ trả dứt nợ giùm ổng. Còn ông thì hứa đem mảnh đất cho ổng thuê, mỗi năm đóng tiền một lần. Cho nên ông vốn không có bán mảnh đất cho Mã Hổ, có đúng không đây? Đúng. Luật sư bị cáo có thể hỏi người nguyên cáo. Thưa quan tòa, trước khi tôi hỏi bên nguyên cáo, xin lỗi làm mất ông một chút thời gian. Thưa quan tòa, tôi phản đối luật sư bị cáo đã đưa lên trước những tấm hình này. Cái vụ này đã giao cho tòa án tài quyết. Chúng ta nên tôn trọng tòa án và tôn trọng luật pháp. Nhưng mà có người thích nói một đàng làm một nẻo. Phản đối, thưa quan tòa. Cho người thả chó, phóng hỏa khuấy nhiễu và hăm dọa thân chủ của tôi. Mấy tấm hình đó chứng cớ rõ ràng hiếp cô nhi quả phụ người ta. Cái thứ hành vi bỉ ổi vô liêm sỉ này, cho nên tôi muốn xin quan tòa về lệnh cấm chế trong khoảng thời gian thẩm lý của bộ án, cấm chỉ bất cứ ai tới khuấy nhiễu hay hăm dọa thân chủ của tôi. Thưa quan tòa, tôi phản đối. Cái vụ xin phép này không phải trong vụ án của chúng ta. Thầy Định, như vậy thì không hợp quy củ lắm. Tôi thì khó xử đó. Chức trách của tòa án là phải duy trì công chánh công nghĩa. Tôi nhớ lâu nay tôi dạy ông không sai mà. Phê chuẩn được xin phép lệnh cấm chỉ. Chào chú. Sao đây? Có chuyện muốn nói với tôi hả? Đinh luật sư, thì coi như là bạn bè trò chuyện nha. Tôi thì không hiểu, trong tay của tôi đã chứng minh được phòng điền thổ, tại sao lại giúp nó? Và chỉ có một mình nó thôi, phòng ngại tới kế hoạch phát triển hơn cả tỷ bạc đồng lận. Ông có biết rằng kế hoạch này tạo ra nhiều việc làm hay không? Bao nhiêu người không có cơm ăn đó. Ông Mã, lời lẽ này của ông nếu đứng trước cơ tự được của thôn làng nói với đám phụ nữ vô tri thì thật là cảm động. Nhưng bài học này tôi đã biết phân biệt được cái gì là phải trái trắng đen. Tôi không chịu được trò này đâu. Đinh luật sư, vậy được, ông cho tôi biết ông chịu giúp nó, ông thâu bao nhiêu tiền? Ông Mã, ông nói như vậy là có ý muốn mua chuộc tôi. Có thời gian hay không? Hay là mình đi ăn cơm rồi nói chuyện? Nếu ông cứ bám sát và khuấy nhiễu tôi mãi, coi chừng tôi sẽ xin lệnh cấm chế với quan tòa đó. Ông đã được lấy le rồi, đừng có lên mặt nữa nha, cho biết giá đi. Không sai, thế giới của các người mỗi người đều có một cái giá. Phải, việc gì cũng có thể bàn thảo mà. Giá tiền của tôi là công nghĩa. Nghĩa là hết bàn thảo hả?
Hôm nay luật sư bên nguyên cáo sẽ tấn công quyết liệt về cái điểm báo chứng nghiệp quyền. Họ không có bỏ qua cho mình đâu. À. Thầy Đinh. Hả? Có chuyện gì cứ nói đi. Tôi hy vọng trong buổi nói chuyện hợp đồng mua bán này, ông để tôi nói, tôi đã có chuẩn bị rồi. Chỉ cần điểm xuất phát chính xác, cô nhất định có cơ hội. Thầy Đinh, không sao chứ? À, lòng ngực như thấy co thắt lại, nhưng bây giờ không sao. Mấy năm nay bận rộn, không có kiểm tra sức khỏe, coi bộ cholesterol cao rồi. Thầy là luật sư chứ không phải bác sĩ, coi bộ phải đi khám bác sĩ. Tôi nhất định đi kiểm tra mà, chờ kết liễu xong sự kiện này, coi bộ vấn đề nhỏ thôi. Ông Mã Quốc Thái, ông là trưởng làng của Ngũ Gia thôn phải không đây? Ông có quen biết Mã Hổ không hả? Quen biết, ở làng Ngũ Gia thôn đâu có ai không biết Hổ Cờ Bạc đâu. Hổ Cờ Bạc? Tại sao lại có biệt danh này? Thì ghiền cờ bạc đó, chúng tôi quen biết mà. Từ nhỏ tới lớn ai cũng kêu ảnh như vậy hết. Như vậy anh cờ bạc thường là ăn nhiều hay thua nhiều? Anh có tiếng là không có được may mắn, lúc nào cũng thua hết, thiếu nợ cờ bạc cùng mình à. Anh ghiền cờ bạc như vậy, vợ chồng của họ làm sao chung đụng đi? Vợ của anh chịu được hay sao? Anh sợ vợ lắm. Có một lần anh bị thua đó, bị con vợ lấy con dao chém ảnh, rồi anh phải nằm nhà thương. Chuyện này cả làng đều biết mà. Vậy thì ông có nhận ra cái bản hợp đồng này không đi? Nhận được. Lần đó anh bị thua cháy túi, rồi chúng tôi bày mưu gạt vợ của anh, nói là mua đất để mở cửa tiệm. Tôi làm người kiến chứng, và còn ký tên lăn tay nữa kìa, để làm giống như là thiệt. Rồi ông có biết số tiền đó thực tế dùng vào chỗ nào hay không? Thì đi trả nợ. Thằng Tài chiếm phần lớn nhất. Thằng Tài nào? Bây giờ có trong tòa án không đây? Có thể chỉ cho tôi biết. Thằng đó là thằng Tài, Mã Vĩnh Tài mà. Cảm ơn nhiều ông Mã. Thưa quan tòa, tôi đã hỏi xong. Đinh đại luật sư. Má Trưởng Làng, mời ngồi. Má Trưởng Làng, xin hỏi năm nay ông bao nhiêu tuổi? 72. Vẫn còn khỏe khoắn lắm chứ hả? Mỗi buổi sáng tôi còn múa thái cực quyền mà. Vậy sao? Nếu vậy ký ức của ông vẫn còn được. Tôi muốn hỏi ông một câu rất đơn giản thôi. Được, hỏi đi. Thông thường thôn làng của các người mua bán đất sẽ tìm một người đức cao trọng vọng để làm kiểm chứng phải không? Hôm xưa thì nhất định được như vậy, không có phiền phức như bây giờ. Mỗi một lần cũng phải cho luật sư tới kiếm lời. Má Trưởng Làng đức cao trọng vọng như vậy, thì Má Vĩnh Tài và Má Hổ phải kiếm ông làm người kiểm chứng. Nhất định là phải rồi. Tôi thiệt thấy là lạ. Nếu ông làm người kiểm chứng là một tình tự bình thường, nhưng Mã Vĩnh Tài với Mã Hổ hợp mưu trước để gạt người vợ của Mã Hổ. Tôi thiệt là nghĩ không ra lý do nào để giải thích. Sau khi không vô cớ lại để kẻ thứ ba biết được đầu đuôi câu chuyện mà gia tăng phong hiểm như vậy. Nè, tại vì câu chuyện ông biết hậu quả và ông là người kiểm chứng, tại sao họ không nói với ông? Thưa quan tòa, tôi đã hỏi xong. Ông Mã Quảng à, ông là một trong bốn người đánh bài với Mã Vĩnh Tài và Mã Hổ, có đúng không? Vấn đề này tôi đã trả lời với Trần luật sư rồi. Nhân chứng, xin trả lời thẳng câu hỏi. Phải. Ông nói là chính mắt nhìn thấy Mã Hổ đã thua đi hơn 10.000 cho Mã Vĩnh Tài. Đúng vậy, chính mắt tôi nhìn thấy mà. Vào thời năm 70, thua trên 10.000 bạc là chuyện lớn lắm đó. Lúc đó tiền công chỉ khoảng 3.400 thôi. Đi thua trên 10.000, các người đánh bài cũng lớn lắm. Thông thường người đánh mặt trước cũng đánh lớn như vậy mà. Thằng Hổ cờ bạc không có phục, lần nào cũng thua cho thằng Tài, cho nên càng chơi thì càng lớn. Họ không phải là chơi tiền đâu, vì bực bội thôi. Bực bội? Họ bực bội thì lại mắc mới gì tới ông? Không lẽ họ tới rồi ông không cần trả tiền? Nói vậy thì anh em đồng hương của ông thiệt là tốt dữ quá. Thưa ông Mã Biêu, xin ông nói lại thêm một lần nữa cái câu nói vừa rồi. Tôi thiệt đích tai nghe được cái thằng Hổ cờ bạc với lại thằng Tài đã thương lượng. Mà tôi cũng đích mắt nhìn thấy thằng Hổ nghiện cờ bạc, lấy cà rá vàng cho thằng Tài coi, nói là vợ của nó có rất nhiều thứ nữ trang này, nhất định sẽ đủ trả tiền nợ. Thưa quan tòa, tôi đã hỏi xong. Ông Mã Biêu à, nè,
Trong tay của tôi có một cây vàng. Thầy Đinh, hiện tượng Bách Kim Tính hả? Nếu phát hiện sớm một chút, tình trạng sẽ được lạc quan hơn. Cho dù phát hiện được sớm, cũng không có cách chữa trị. Ông đừng có như vậy, trị liệu thuốc men có thể giảm bớt một chút. Lực bất tòng tâm, nhưng tư tưởng sáng suốt. Tôi không ngờ lại bị chứng bệnh khó chịu như vậy. Phải rồi, còn bao lâu nữa tôi cần y tá để chăm sóc miếng ăn miếng ở và sự tiểu tiện nữa? Coi nhẹ một chút đi ông Đinh. Bây giờ y học được phát triển lắm, nói không chừng sẽ có một loại thuốc có thể chữa lành được bệnh này. Bao lâu nữa có thuốc chữa trị cho tôi hay không? Chỉ biết là từ cái phút này tôi không thể ra tòa được. Nếu có thể chọn lựa, tôi thà bị ung thư, có thể kháng cự tới cùng, nhưng cử động không tiện thì không có ích gì. Con người đau khổ không phải là tử vong, mà là nhìn thấy mình bị thoái hóa từng bước một mà không có cách nào hơn. Chào ông Đinh. Xin chào. Chào ông Đinh. Chào ông Đinh. Ông không sao chứ? Có chứ, nhưng từ nay đến cậu phải nhường tôi trước. Ông Đinh biết nói chơi như vậy thì chúng ta khỏi cần phải lo. Dạ các vị, hôm nay thầy Đinh về tới, tối nay tôi đã các vị ăn hào sống. À, tôi không đi đâu. Từ nay tôi phải bắt chước các cô ăn trái cây nhiều một chút. À đúng, giờ tôi ăn loại tiêu mọc toàn cốt, vì cứ thích tiêu quá lắm. Là bác sĩ giới thiệu, ngày mai tôi lấy một bao cho ông. Cảm ơn trước nè. Nè nè nè, tiếp tục làm việc đi, đừng có gì tôi mà ngưng trễ. Giờ đi, tôi làm việc đi. Nhất định phù hộ cho ông Đinh đừng có bị gục. Chúng tôi còn nhiều việc phải học tập với ông. À, vô đi. Thầy Đinh, tôi định kiếm cô đây. Ngồi đi. Cảm ơn. Vụ kiện của cô Mã Hương, cô có chịu tiếp nhận toàn bộ hay không? Tôi đang định dạy ra, thầy không ngại chứ? Tôi biết cô tận sức để làm thì tại sao lại thấy ngại chứ? Tôi sẽ không khiến thầy thất vọng. Tôi bị bệnh không khá thì không thể ra chiến trường, cho dù không cam lòng cũng hết cách thôi. Kể từ bây giờ tôi là cố vấn, có gì cô kiếm tôi nghe hả? Nhất định. Ây da, có một con cá đang bơi nữa đó, nó cũng giống như tôi bây giờ. Xin lỗi, bắt cô phải chờ lâu. Vừa rồi thằng chủ của tôi thì lăng nhăng đãi nhảy, tối nay còn có buổi hẹn không thể bỏ được, cho nên công việc quan trọng hơn. Nghe nói cơm trưa thương vụ ở đây được khá lắm. Hôm nay sinh nhật của cô, tôi hẹn cô ra không phải bàn chuyện công. Sinh nhật thì năm nào cũng có, trái lại ít khi có cơ hội đụng đầu với anh ở tòa án. Cảm ơn. Thầy Đinh sao rồi hả? Nghe nói thuốc men chỉ khống chế cơn bệnh thôi. Cảm giác không được xác thực, đương nhiên không có dễ chịu. Không thể đòi sức với thầy Đinh ở trên tòa là mất đi cơ hội. Tôi thì cảm thấy tiếc. Anh đừng có khinh địch, đừng coi tôi không ra gì. Dự kiện này tôi để tiếp tay, chiều nay sẽ có công văn chính thức giao cho anh. Hèn chị của nó là cơ hội hiếm thấy. Hai vị cần gì? Đợi chút đi. Nè, cho với Anna nó là súp tôm hùm ở đây thì ngon vậy lắm. Như vậy ai mới là thiệt? Tôi thì không có gạt cô, tôi không có bạn gái đâu. Tôi thì đã trút hết tinh thần và thời gian vào trong sự nghiệp của mình rồi. Alo.
Được. Được. Đợi tôi một chút. Tôi chào. Xin lỗi, tôi ra ngoài lấy đồ. Alo. Được, tôi về ngay. Làm luôn mấy gì còn lại đi. Được, bye bye. Bye bye. Bye bye. Hyun. Tôi phải về văn phòng. Cô bộ bữa cơm này phải bay bỏ. Lần này tôi thiệt yên tâm rồi. Có gì mà vui vẻ vậy? Anh thiệt định dùng giấy tờ giả này làm chứng cớ hả? Đâu có phải giả. Giấy hộ này là thiệt đó. Năm xưa anh mua đất, khoảng một năm sau tôi quên mất, không biết là xảy ra chuyện gì. Anh lại tới mượn 8.000. Cũng may là không có viết lại ngày tháng. Và may là tôi còn để ở bên Hà Lan, chưa có dục bỏ, còn giữ tới bây giờ, cho nên có thể lấy ra xài. Nói là nói gì thua tiền tôi, gạt tiền của vợ để trả nợ. Nhưng mà thu mua nhân chứng để cho cô cung giả là hình sự đó, hậu quả nghiêm trọng lắm. Tôi mặc kệ. Tóm lại tôi không để con mụ đó làm hư kế hoạch của tôi. Kế hoạch này hơn cả tỷ bạc lận. Chỉ cần sớm ngày dàn xếp cái chuyện này, chuyện gì tôi cũng mặc kệ. Chú Tài, yên tâm đi, tôi biết chừng mức mà. Cô Mở, xin hỏi tại sao khi xưa ba của cô mua đất, sao ổng lại không tới sang tên ở phòng điện thổ? Không lẽ mấy cái chuyện căn bản này ông cũng không biết? Phải rồi, ba tôi nói là anh em đồng hương thì không có gạt ổng đâu. Với lại có giấy trắng mực đen nữa mà, lại có trưởng làng làm chứng. Quan trọng là khỏi bị người Tây Dương gạt tiền thủ tục. Tôi lại có chuyện hỏi cô. Chuyện mua bán cái lần này, ngoài cô, ba cô, Mã Hổ với lại má của cô, còn có người thứ tư nào chứng minh cô mua đất hay không? Cô Mở, cô làm gì đây? Tôi đã đưa trước câu hỏi cho cô mà cô vẫn chưa có thuộc lòng. Tôi nhớ lại rồi. Tôi biết phải trả lời làm sao rồi. Là má tôi bán hết những nữ trang để trả nợ. Không phải câu này. Tại sao Đinh luật sư không đi kiện tiếp tục cho cô? Đinh luật sư bị bệnh, không thể đại diện cho bà. Nếu không là vi phạm quy tắc luật sư. Ông có thể gạt người ta, không cho người ta biết là ông bị bệnh. Lỡ bị dạch ro, cho dù quan tòa phán cô thắng kiện, luật sư đối phương cũng có lý do lật đổ phán quyết để yêu cầu tái thẩm. Cô Mở, cô có tin tôi tận sức giúp cô hay không? Tôi tin. Chúng ta đều mong thắng được trận này. Dĩ nhiên. Mời ngồi. Nếu dự kiện phải xếp ngày tái thẩm, luật sư đối phương nhất định phải như tôi vừa rồi để châm chích cô. Cô trả lời như vậy, quan tòa có tin cô không? Lưu luật sư, lâu nay tôi thiệt không có nhớ dai mà. Cô như vậy thì khiến tôi thấy áp lực. Tôi thấy là tôi nói ra hết tất cả sự thật là được rồi. Cô đừng có ép tôi. Tôi không phải ép cô, tôi rất là muốn giúp cô. Trong tòa án không cho phép sơ sót cái gì. Nếu không sẽ ảnh hưởng tới quan điểm của tòa án đối với cô, sẽ ảnh hưởng tới tài phán quyết. Cô phải nghe theo lời của tôi để dạy cô nói làm sao. Phi ơn, có người tặng bánh cho cô. Dục bỏ đi. Dạ. Tôi cho cô 15 phút, sau đó tôi sẽ hỏi lại.
có cần giúp đỡ gì hay không? Ở đây qua sinh nhật của cô thấy sao hả? Tuy là có phần hơi sợ, nhưng mà cũng đặc biệt lắm. Cảm ơn ông. Không có gì, ăn bánh sinh nhật của cô lại không có quà cho cô, thiệt là ái ngại. Ông giúp tôi ăn bánh này tôi đã cảm kích lắm rồi, tôi khỏi cần phải bị phiền. Có điện thoại cảm ơn người ta không? Không ai phải nói cảm ơn. Hơn nữa cái bánh này chỉ là lễ phép một cách khách sáo. Cũng là một phần tâm ý. Hồi trước đó tôi cũng nghĩ như cô, thấy là có nhiều chuyện không cần nói ra miệng, nhất là với con cái của mình. Cha con mà đâu có thể nào thấy là tôi không bận tâm tới. Thật ra có nhiều chuyện cô thấy là tất nhiên, không cần việc gì cũng phải nói. Thì ra đối tượng thiệt không biết là không biết, cảm giác không ra, thể nghiệm không được. Thật ra tôi là một người cha thất bại, từ nhỏ đến lớn không đếm xỉa đến con gái. Có một lần tôi tới trường tiểu học đón nó, chờ suốt buổi vẫn không thấy nó ra, lấy làm quái lạ. Nó là học trò ngoan, đâu thể nào bị phạt không cho về. Sau đó tôi mới nhớ lại, nó đã học trung học rồi. Thật ra bất cứ quan hệ gì cũng phải có trao ra, cho dù có duyên phận nhưng phải cố gắng duy trì thì mới được. Anh à, phải gọi cú điện thoại này đi, nhưng mà không làm khó được người có tài cán đâu. Ông biết. Sức thuốc đã qua rồi. Tôi không sao đâu, cô yên tâm. Bây giờ tôi rất là tích cực. Nhà tôi có một hồ bơi. Hôm xưa không bao giờ chịu học, nhưng bây giờ phải làm trị liệu vật lý, tôi phải học chung với người ta. À, còn nữa nha. Muốn khống chế bắp thịt trình mạc thôi, để nó không bị sơ cứng mau vậy. Thầy Đinh, hôm nay thì có rảnh không? Muốn hẹn thầy đi trị liệu vật lý. Ở hai cái chân phải giữ một khoảng cách từ 9 inch tới 12 inch. Không cần ngó tôi đâu, bác sĩ dạy tôi tư thế người bị bách kim tính là vậy đó. Sao đây, có giống Greg Jensen hay không? Rủ thầy tới đây để thầy được cười một chút, để làm trị liệu vật lý. Nhưng không ngờ tôi giống kẻ làm trị liệu vật lý hơn. Coi như là được vui lắm rồi. Đã đánh điện thoại chưa? À xin lỗi nha, đã quen dạy đời người ta tánh nào tật nấy. Không sao, da mặt của tôi dày lắm, đã coi ông là sư phụ. Nhưng mà sư phụ này phiền phức lắm đó, yêu cầu rất cao. Đệ tử của ông nổi tiếng là xấu tánh. Không sao, có biết break dancing hay không? Vậy chúng ta nhảy chung. Thầy Đinh. Thầy Đinh. Có chuyện gì đây? Thầy coi. Sao đối phương có một giấy nợ như vậy? Hỏi ba đi. Tôi thì không biết có cái thứ đồ này. Bà thì không biết. Có phải cha của bà trước đó có giao tiền của nó không? Như vậy coi bộ, câu chuyện của Mã Vĩnh Tài là thiệt đó. Tôi không có nói láo. Bà tôi cũng không có gạt tôi. Mảnh đất này là của nhà họ Mã chúng tôi truyền lại đời đời. Cô nghĩ trước đó bà của cô có giai điện của Mã Vĩnh Tài hay không đây? Bà của tôi, ông nó thề là cai cờ bạc, cai cá ngựa, cai cá chó, 20 mấy năm chưa hề đụng tới. Ý, con số có chênh lệch, hợp đồng mua bán viết là 12 ngàn, còn giấy nợ này chỉ có 8 ngàn. Thì đúng rồi, con số không đúng đó mà, chứng minh là nó nói láo. Ai đối phương có chứng cứ
Khi ra tòa án nhất có giải thích hợp lý mà. Tôi nghi ngờ tấm xác thực của tờ giấy này. Nếu là thiệt sao bây giờ mới lấy ra? Con không sao chứ? Sắc mặt của con hơi tái đó. Các người cứ yên tâm, tôi sẽ không bị gục. Vụ thư kiện này tôi phải thắng. Đi xin bản chính với tòa án. Tôi phải coi kỹ lại cái nét chữ này. Tôi phải vạch trần nó ra. Ông Đinh, giường sofa đã chuẩn bị xong. Từ nay khỏi phải leo suốt phiền phức. Sẵn bây giờ còn được, hãy viết thêm một cuốn sách để lại với đời. À, cô ngủ trước đi ha. Xin chào. Động tác của con người cho từng căn bản của đầu óc khống chế, và từng căn bản này thẩm thấu qua thể chất an bài động tác. Còn chứng minh được bệnh bách kim tính là do thể chất thoái hóa, không thể có kháng thể, khiến cho từng tế bào không đem tin tức truyền tới đại não, mất đi việc bắt đầu khống chế và khả năng thay đổi động tác. Người bị bệnh này tư tưởng không bị chướng ngại mà phải đương đầu với hành động bất tiện. Nếu không khang phục sẽ khiến người bệnh cảm thấy đau khổ và suy thoái. Nè, ông Đinh à, ông sao rồi? Hả? Ông Đinh. Tôi không sao. Ông từ từ. Nè, qua đây ngồi xuống đi. Ông bị uống thuốc trước. Ông Đinh. Tôi chưa phải là người phế thải. Thầy Đinh, chuyên gia đã giám định nét chữ ở trên giấy đúng là nét chữ của Ma Hộ với Mã Vĩnh Tài. Vậy phải làm sao? Mình sắp ra tòa rồi, phải làm sao? Phải có tín nhiệm. Tôi không thể nghe những khuyến cáo qua loa. Tôi không thể thua đâu. Thưa quan tòa, trong tay của tôi có một bản báo cáo về chuyên gia nét chữ. Tôi nghi ngờ tính xác thực chữ ký của người cho vay ở trên giấy nợ mà do người bên nguyên cáo đề ra. Tôi hy vọng là có thể xin dời ngài để giám định lại. Đại luật sư, người bị cáo đã có ba vị chuyên gia đề ra. Báo cáo giám định ở trên giấy nợ quả thật là chữ ký thật của Mã Hổ và Mã Vĩnh Tài. Bổn tịch kiếm không ra lý do nào đi ủng hộ cô đề ra cái bản báo cáo này mà cô nghi ngờ như vậy. Bây giờ cô yêu cầu giờ ngài tái giám định. Rồi chừng đó người nguyên cáo không phục lại yêu cầu giờ ngài lại. Có thể yêu cầu giờ ngài nữa. Rồi như vậy cứ kéo xuống sẽ không có ngày kết thúc, lãng phí thời giờ. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Xin hỏi chuyện người nguyên cáo. Ông Mã Vĩnh Tài, tại sao một tấm chứng cứ quan trọng như vậy mà bây giờ mới lấy ra? Trước khi tôi quên mất, sau đó nhờ vợ của tôi nhắc với tôi là tôi để quên ở bên Hà Lan. Nếu ông nói là sự thật, nghĩa là nói Mã Hộ đã gạt đi tiền của người vợ, vậy là không mất mớ tới việc ông lấy về giấy nợ, vì giấy nợ còn ở trong tay của ông. Lúc đó anh tiện tay xé giấy nợ giục bỏ đi. Sau đó tôi chợt nghĩ lại, vợ của ông nổi tiếng là đanh đá mà, nếu như bị bả vạch ra thì bả sẽ lấy dao chém tôi đó, nên tôi mới lượm giấy nợ.
Nếu bà muốn chém tôi có thể đem ra làm chứng. Ông Mã, nếu như Mã Hổ thiếu ông 8 ngàn, tại sao phải gặp vợ của ông lấy 12 ngàn? Vấn đề này cô hỏi Mã Hổ đi. Biết đâu ông muốn lấy thêm tiền để mà tự xài. Ông ở Thượng Hưng Di có một kế hoạch để phát triển khổng lồ. Ngoài mảnh đất của cô Mã ra, ông phải dùng thủ đoạn gì để mua những mảnh đất khác? Phản đối. Vấn đề này không có liên quan tới bổn án. Phản đối hữu hiệu. Chính ông đã đề ra điều kiện là bồi thường 500 ngàn cho cô Mã. Nếu mảnh đất này thuộc về của ông đâu có cần thiết phải bồi thường. Tôi nghĩ là tình đồng hương, cho nên cho chút tiền để dọn ra mà, cũng nên chứ. Cô Mã không chịu đi, cho nên ông đã kiếm người ép cô đi. Tôi không có làm vậy. Mã Vĩnh Tài này tuy không phải là thánh nhân gì, nhưng dù sao cũng là một quân tử đàng hoàng. Những chuyện bị ổi như vậy tôi không biết làm đâu. Ông đâu có cần tự làm, ông có thể kiếm người khác. Phải nói được sự bị cáo đưa ra chỉ không vô căn cứ. Ông dám thề ông là người đàng hoàng, không hề làm bất cứ chuyện gì, ông không có làm sai. Luật sư, bên bị cáo bổn tịch không biết cô làm như vậy có tác dụng gì, nhưng lòng nhẫn nại của bổn tịch có giới hạn. Đây là lần sau cùng nha. Cô không sao chứ? Lưu luật sư, quan tòa đó hình như là giận lắm, có phải thiệt ghét mình hay không? Có phải sẽ phán mình bị thua không? Cô nói là cô nhất định không bị thua mà. Hả? Cô Mã, tình trạng không phải tệ lắm đâu. Về văn phòng rồi nói chuyện sau. Tôi muốn đi toilet chứ. Tại sao còn đứng đây vậy? Đi về đi. Ông hãy về trước, tôi không đi. Lâu nay cô rất kiên cường, vậy là bỏ cuộc sao? Tôi chống không nổi, tôi bị gục rồi. Cô nói đi, lòng tin của cô. Tôi thực sự là không ngờ tôi không có thắng được ảnh. Cô muốn biểu hiện cho thằng John nó coi cô sẽ thắng nó. Từ đầu tới cuối tôi vốn là ích kỷ. Tôi coi nặng miếng đất nó thuộc về của ai. Tôi chỉ muốn lấy biểu hiện ra để thắng ảnh. Từ khi chúng tôi gặp kìa, anh lấy sự nghiệp đi đầu, nhưng mà tôi thấy là sự nghiệp với gia đình có thể đi chung. Chúng tôi đã gây gổ rất nhiều lần, nhưng mà cuối cùng thì chúng tôi cũng đã chia tay. Bây giờ lại có dịp đụng đầu với ảnh ngay tòa án. Tôi nhất định phải thắng ảnh. Tôi phải cho ảnh biết anh quyết định chia tay với tôi là ảnh sai. Kẻ đau lòng là ảnh chứ không phải là tôi. Ông có hiểu không? Nhưng bây giờ kẻ bị thua chính là tôi đi nè. Tôi là một kẻ thất bại. Ông hài lòng chưa? Tôi vốn không có đạo đức chuyên nghiệp để làm luật sư. Tôi vốn không thể làm luật sư. Cô có thể cho tôi một ít thời gian. Tôi giới thiệu một người cho cô quen biết. Lần trước tôi chỉ nói đến nửa phần. Lần này tôi nói luôn phần nữa. Với cô nghĩ, cô quyết không ngờ đâu. Con gái tôi tự tử mà chết. Tôi không phải là một người tốt. Con gái tôi thiệt là ngoan. Thành tích học hành được khá lắm. Và có khiếu về âm nhạc. Nó đoạt giải violin. Nhưng mà nó thấy, nó là con gái của Đinh Dư Sơn. Tất cả có thể kỳ vọng vào nó, có thể làm một đại luật sư. Vì không muốn khiến ba bị mất mặt, nó cưỡng ép mình đi học luật. Cho dù học đến nỗi bị buồn cỡ nào, cực khổ cách nào, nó vẫn tiếp tục đi học. Cả âm nhạc nó thích nhất cũng phải gác lại. Thì chính vì nó không được vui và áp lực rất lớn, cho nên nó chọn lựa sự tự tử. Nó viết lại lá thư cho tôi, nói là có lỗi với tôi. Dù cho nó cố gắng cách nào cũng chỉ lấy được điểm 60 thôi. Nó còn nói là nó không xứng đáng làm con gái của tôi. Nếu không phải vì tôi, có lẽ nó trở thành một nhà âm nhạc. Violin của nó có thể khiến người nghe rất là say mê.
Nếu cô muốn biểu hiện khả năng để cho thằng John nó coi, thì nhất định cô phải kiên trì. Một con người đều có con đường của mình để đi. Tại sao phải vì một người khác mà phải đi con đường không thuộc về mình? Tôi thấy cô là một con người dễ đào tạo. Cô đón dự kiện này là muốn thử thách. Tôi nghĩ là cô có thể giải quyết công việc thật tốt. Xin lỗi thầy Đinh, đã khiến thầy thất vọng. Không phải có lỗi với tôi. Tôi là thân chủ của cô, cô là hình ảnh con tôi. Chúng ta cùng đồng hành trên một con đường đau khổ. Tôi không muốn người mà tôi coi như là con gái phải như thế này. Bà của bà Nam Sơn sau khi mua mảnh đất này, tại sao không tới phòng điện thổ làm việc sang tên? Còn nữa, ông có bao giờ nói với bà ông là người sở hữu hợp pháp mảnh đất này không đi? Bà tôi nói anh em đồng hương không gạt ổng, với lại có trưởng làm chứng giấy trắng mực đen, mảnh đất này dĩ nhiên thuộc về ổng rồi. Ngoài bà ra, bà của bà là Mã Hổ, má của bà là Hà Kiều, còn có những người khác có thể chứng minh các người tiền đã mua mảnh đất của thân chủ tôi không đi? Có, là chồng của tôi. Nhưng mà chồng của bà đã qua đời rồi. Phải, chồng của tôi ăn không ngồi rồi, hay cờ bạc. Người làng ngũ gia ai nấy đều biết. Ông chịu cưới tôi là vì thấy tôi có một mảnh đất, có một cửa tiệm nhỏ, ảnh không cần làm việc. Tôi muốn hỏi là bằng chứng thật sự. Giấy nợ của các người không có ngày tháng, vốn là miệng nói về bằng chứng, là các người cưỡng ép nói là ba tôi vay tiền của Mã Vĩnh Tài. Vậy bà có biết mỗi năm tại sao ba của bà đều trả tiền cho Mã Vĩnh Tài không đi? Tôi đâu có biết. Có phải là tiền thuê mà đất không hả? Dĩ nhiên là không, mà đất của chúng tôi mà, đâu cần thuê chứ. Tại sao bà khẳng định như vậy? Khẳng định 100%. Tôi muốn hỏi bà, năm xưa cha mẹ của bà mua mảnh đất thì bà bao lớn hả? Chưa đủ 18 tuổi. Vậy có nghĩa là chưa có thành niên. Vậy lúc họ mua cái mảnh đất này, có bàn thảo với bà không đi? Không có. Vậy cả câu chuyện chỉ nghe ba má của bà nói thôi, sự thật như thế nào bà vốn không rõ. Phản đối luật sư bên nguyên cáo phán đoán 17. Phản đối hữu hiệu. Bà má, tôi thiệt muốn biết quan hệ giữa bà và ba má của bà thế nào? Phản đối, câu hỏi không liên quan tới bổn án. Thưa quan tòa, bởi vì sự trưởng thành của thanh niên đều bị ảnh hưởng bởi cha mẹ, quan hệ của bà má và cha mẹ như thế nào là then chốt của vụ án, nên tôi cần phải hiểu rõ. Người bị cáo trả lời. Anh cứ hỏi tới hỏi lui cái chuyện này. Sự thật là ba má của tôi đã lấy hết tiền dành dụm và bán hết các nữ trang để trả nợ cờ bạc cho ba tôi, với lại mua miếng đất rồi mở cửa tiệm nhỏ, là chỉ vì muốn cho cả nhà chúng tôi có thể sinh hoạt ổn định đó mà. Trước khi họ lâm chung có nói với tôi, cái mảnh đất này là đồ duy nhất trừ lại cho tôi. Còn nữa, ba của tôi cả thịt đồ hộp giả cũng không chịu bán mà, cho nên ổng không gạt tôi. Bất cứ ai trả bao nhiêu tiền, tôi cũng không có bán. Tôi thì không ngờ Mã Vĩnh Tài dùng thủ đoạn bỉ ổi này để giật mảnh đất của tôi. Anh giúp bọn lưu manh này làm việc thì anh cũng không có được tốt đâu. Thưa quan tòa, tình huống của thân chủ tôi kích động không tin cho cùng. Xin tạm thời bế tòa. Ông Định lấy cho cô được bình tĩnh. Ông sao rồi hả? Không sao chứ. Ông Định, ông thấy sao? Điện thoại kiếm không được tài xế. Tôi đã kêu cô Chu tới bãi đậu xe kiếm, rồi lái xe ra ngoài trước cửa. Tôi cần đi toilet. Tôi đưa ông đi. Không cần. Sẵn tôi cũng đi mà. Lưu luật sư, xin lỗi, vừa rồi tôi thiệt tình. Không sao, mình cứ về mặt lại. Tôi đã nói không cần anh giúp tôi mà. Ông Đinh, ra ngoài trước đi. Thầy Đinh, ông không có sao chứ hả? Không sao, chỉ sợ ý làm ướt cái quần thôi. Thôi đi về. Thằng máy tới rồi. Pion, có rảnh bàn chuyện công không đi? Được. Tôi đưa ông Đinh về trước. Được. Không cần. Cô Mở, cô đưa thầy Đinh xuống dưới chờ tôi. Được. Chúng ta tới quán ăn. Đinh đại luật sư, ông lái quần hả?
Bây giờ sao xử quá vậy? Thì là tội nghiệp. Nè, đừng có trợn mắt nhìn người ta nha. Nếu như không, coi chừng người ta xin lệnh cấm chế với quan tòa, từ nay không cho mình tới nghe thẩm đâu. Nói cái gì? Cái thằng mắc dịch, coi chừng nào mày chết. Đừng nghe chuyện nha. Cái thứ đồ tội, đồ mắc dịch, đồ tán tận lương tâm. Mày không chết là ông trời không có mắt. Mày cái đồ khốn nạn, đồ tán tận lương tâm. Tôi nhịn bà lâu rồi nha. Chết đi. Dịch dật, bà chết đi. Cái gì, muốn đánh hả? Đánh đi, đánh đi, đánh đi. Hả, đánh đi. Ây da, vui vẻ chưa? Hài lòng chưa? Đại luật sư. Sương à, đỡ người ta vậy đi. Nếu không họ sẽ nói mình ăn hiếp người tàn tật. Được. Anh nói chuyện công nghĩa hả? Đây là quả báo đó. Hai người không có lợi cho mình, chuyện không có lợi mà cũng đi làm. Tôi biết được chúng ta đều muốn thắng cái vụ tư kiện lần này. Chúng ta đều biết là đối phương không nắm vững phần thắng, cho nên tôi muốn đề nghị là giải quyết cái chuyện này cho mau. Anh muốn hòa giải người tòa? Tôi thấy đây mới là một cách mà hai bên được thắng. Cả cô và tôi đều tin phía của mình mới là sự thật. Chừng đó phải có quan tòa có nặng bên nào. Thật ra tôi cũng thương hại tới cô Mã, cho nên tôi cũng đáng kêu ông Mã tăng tiền bồi thường lên 800.000. Cô thử nghĩ coi, nếu như cô Mã thắng kiện thì thân chủ của tôi phải gác lại kế hoạch phát triển. Chừng đó lên cần tìm nhỏ của cổ cũng bị bỏ trống, làm sao mà làm ăn. Nếu như cô Mã bị thua, sinh hoạt của bà và hai đứa con càng khốn khổ hơn. Thắng hay là bại đối với mẹ con của họ đều là bất lợi. Xin lỗi. Alo. Alo. Cái gì? Người bệnh chỉ bị trầy một chút thôi, ở lại theo dõi một đêm. Bệnh cũng trở xấu thiệt mau quá. Chứng bệnh bất kim tính tùy theo người, mức độ thoái hóa khác nhau. Thuốc men chỉ là trị ngọn, chứ không thể trị gốc được. Có cách khác hay không? Phải làm phẫu thuật mổ ốc để làm giảm đi triệu chứng nghiêm trọng. Nhưng mà vấn đề nghiêm trọng thế nào tôi không biết. Nếu mà tia cực tím nhắm không có trúng vào mục tiêu thì có lẽ tổn hại tới những thần kinh khác, thì sẽ khiến cho bị mù và không chừng bị liệt. Cô nấu cái gì? Hey, tôi nấu cho đình luật sư đó. Cô có biết không, cái thang thuốc này mắc lắm, tới mấy trăm bạc lận. Nhưng mà thiệt là tốt, lúc tôi còn nhỏ bị cái thằng say rượu đập bể đầu, tôi tưởng là chết chắc rồi. May là ba tôi gặp được y sĩ này, chữa trị một thời gian thì đã được lành lại. Tới rồi. Cô Mã Hương vào năm 73 bị kẻ say rượu đập bể đầu, đưa tới nhà thương. Ngày hôm sau ba của cô đón cô xuất viện, rồi thì tới nhờ y sĩ Dương Thiên Phúc chữa trị, và đã chữa hơn nửa năm. Tôi đã có hỏi Dương y sĩ kỷ lục năm xưa của ổng, về tiền bạc coi mạch của ổng năm đó là 50 đồng. Mã hổ vì chữa bệnh cho đứa con gái, hết thảy đã xài đi 6.300 đồng. Phải, tôi còn nhớ lúc đó cái tiệm nhỏ làm ăn chỉ đủ 2 bữa cơm. Bà má tôi đã mua rất nhiều đồ bổ cho tôi ăn đó. Nếu tôi đoán không sai, 8.000 đồng này là năm 73 Mã hổ đã mừng cô Mã dính tài. Trên giấy nợ đã có viết tính theo 15 phân lãi, trả trong 20 năm. Mỗi năm Mã Hổ phải trả cho Mã Vĩnh Tài là 1.278 đồng chính cắt. Vừa đúng vào số tiền mà Mã Vĩnh Tài nói là giấy chuyển tiền hàng năm. Cho nên Mã Hổ gửi tiền cho Mã Vĩnh Tài không phải là tiền thuê nhà, mà chỉ là trả nợ. Giấy nợ này lập vào năm 73, chứ không phải là tiền nợ cờ bạc trước năm 72 mua đất. Thì ra ba tôi vì chữa bệnh cho tôi đã thiếu cái món nợ này. Mã Vĩnh Tài cái thằng mắc dịch, năm 73 đi di dân qua Hà Lan, 99 trở về. Hèn chi giấy nợ trong tay của nó. Bây giờ đã rõ chân tướng rồi, hoàn toàn nhất định phán mảnh đất đó là của tôi. Đây chỉ là suy đoán, chưa có bằng chứng cụ thể. Vụ thư kiện này chúng ta chưa chắc là thắng. Luật sư đối phương đã đề nghị hòa giải ngoài tòa, đền cho cô 800.000, cô thấy sao? Tôi thu tiền của nó thì sẽ mất đi mảnh đất, bất cứ giá nào tôi cũng không thâu, phải không đinh luật sư? Thầy Đinh, chúng tôi muốn nghe ý kiến của thầy. Ông Đinh nói là phải nghĩ một chút. Thầy Đinh,
Thầy Linh. Lưu luật sư, bất cứ giá nào tôi cũng không thể có lỗi với ba má tôi. Nếu tôi lấy đi 800 ngàn, nghĩa là ba tôi đã có lòng giật đi mảnh đất. Tôi không hòa giải. 800 ngàn, tôi thà là cho dĩ người già, chứ không thèm cho cái hạng người tham lam này. Trần luật sư, anh tiếp tục thư kiện cho tôi. Tôi đối với anh có lòng tin. Cô Mã trong thang máy bị người ta đánh đập như vậy là phạm pháp. Hôm đó bà đó như đổ điên ở trong thang máy, vừa đánh là vừa chửi tôi. Tôi mới xô bà ra. Sau khi rời khỏi thang máy, chúng tôi đã không đếm xỉa nữa. Cái con mụ đó thiệt là hết cách. Nói với Đinh luật sư cấu kết nhau, tự gây hại cho bản thân mình, bây giờ còn đổ oan tôi nữa. Tôi đâu có nói thầy Đinh bị thương chứ. Chúng tôi không nói chuyện này, mình đi ăn cơm nha. Tôi đưa ông tới một nhà hàng ngon kìa lắm. Hả? Sương à, vừa rồi đâu cần phải ăn cầm chừng như vậy. Đầu bếp đó của tôi, từ bên kia mướn về đó, giá tiền rẻ, đồ ăn ngon. Tôi không phải cầm chừng, chứ là hôm nay không ngon miệng. Con mụ đó bị tôi tát mấy bạt tay, còn cái thằng tàn tật đó thì bị tôi xô xuống đất. Tôi thì là mát bụng ghê lắm, ăn được ngon chút. Nếu như không hả, tôi làm sao mà ăn nói với tổ tiên đây. Còn nữa, kiếm bữa nào thấy rảnh rỗi, lấy cuốn băng trong thang máy ra đi, để tố cáo con mụ đó. Nói là nó cố tình đả thương người. Nó sẽ không có ngày ngồi yên ổn. Cái con mụ đó nếu thông minh thì đâu có dám được tới chú Tài. Sương à, vụ thư kiện này mình ăn chắc rồi. Chừng đó tao sẽ dẫn mày đi ăn những món ngon nhất ở trên thế giới để chúc mừng. Tôi đi lấy xe nhờ. Chúng tôi đã quyết định hòa giải ngoài tòa. Là chuyện tốt mà. Nếu không có chuyện gì, tôi đi trước. Cô tới đây chỉ nói tôi hai câu này, để cho anh câu trả lời. Còn những việc khác, sao tòa mới nói? Tôi cảm thấy mình thiệt là dại dột. Bấy lâu nay tôi thì cẩn thận tỉ mỉ xử lý chuyện của mình, tôi không mong là có sơ sót gì. Chính vì vậy tôi cũng phải dạy dỗ không đi. Tôi cũng đã từng vì một người mà đi một con đường tôi không nên đi. Dạy dỗ thì không sao, quan trọng nhất là phải có ý niệm chính xác. Đi uống nước trò chuyện nha. Thôi khỏi, tôi phải chuẩn bị dự kiện cho ngày mai. Chào anh. Trần luật sư, tại sao không đề ra phản đối, để họ kiếm ra y sĩ gì đó tới làm chứng? Họ trị bệnh bao nhiêu tiền mắc mới gì tôi chứ. Y sĩ đó không có bằng chứng gì đâu. Ông Mã, ông đừng có quá lo lắng. Không lo. Dương nghị sĩ, lần này thì cảm ơn ông. Đừng nói vậy, chỉ nói sự thật thôi. Đây là trách nhiệm của người dân mà. Coi tướng của quan tòa như là tin mình lắm. Hôm nay ông Đinh không có tới nghe thẩm, không biết ngày mai khi kết án ông có tới không. Cô chú hả, tôi là Fion. Xin hỏi thầy Đinh có nhà không? Xin chọn chút. Ông Đinh nói mệt, không muốn nghe điện thoại. Thầy Đinh. Thầy Đinh. Cô chú. Thầy Đinh. Thank you.
Thiệt đẹp quá. Ánh chiều tà tuy đẹp, nhưng tiếc là đã hoàng hôn. Thầy Đinh, thầy còn nhớ trong một buổi hoàng hôn, thầy giới thiệu một người con gái cho tôi quen biết, khiến tôi hiểu được mỗi một con người có một con đường mà mình cần phải đi. Tôi sẽ giới thiệu một người để cho thầy quen biết. Tôi không biết người này là nam hay nữ. Thật ra đáng lẽ tôi không có ý định giữ lại đứa bé này, nhưng cuối cùng tôi đã không có làm như vậy. Tôi không biết tại sao lại có quyết định như vậy, nhưng mà khi tôi cảm thấy đứa nhỏ trong bụng của tôi càng ngày càng lớn, tôi biết được tánh mạng thật ra là chuyện gì. Có tánh mạng là có hy vọng, không có hy vọng thì không có tánh mạng. Đồng thời, có tánh mạng thì có hy vọng. Thầy Đinh, thầy có còn nhớ không? Tôi làm người nhất định phải có tín nhiệm. Tin tưởng tánh mạng thì sẽ có hy vọng, có đúng không? Tôi thật không hề nghĩ tới mình bị bệnh như vậy. Tôi đã từng đương đầu, nhưng mà công năng của thân thể mỗi ngày phải yếu đi. Tôi thì càng không thể tiếp nhận sẽ có một ngày biến thành một người tàn tật. Cái sự thật tàn bạo này tôi thiệt là sợ nghĩ tới. Mai đây, một đại luật sư Đinh Như Sơn hiển hách nhất thời trở thành một kẻ tội nghiệp và mất hết tự trọng sao? Mình nhất định phải qua được cửa ải lớn nhất của mình. Sao không đích tay tiêu diệt nó đi? Nhưng mà vất vả lắm, đi hết một chặng đường mới tới chỗ này, rồi lao mình xuống dưới, có đáng hay không? 50 năm rồi, con đường gian khổ nào mà không đi? Không lẽ vì cơn bệnh này rồi tuyệt vọng, ở đây đâm đầu xuống để kết liễu cuộc đời hay sao? Tôi thấy thiệt không đáng. Tôi nghe được cô nói, tánh mạng thì là hy vọng. Ông trời đã an bài cho tôi đi trên con đường này rồi. Tôi bị té đau, tôi nhất định phải tiếp tục. Vì cô đã khiến tôi tin tưởng, cuộc sống tràn trề hy vọng. Nghiêm! Luật sư người bị cáo có thể kết án tóm tắt. Cha của cô Mã Hương là Mã Hổ, trước năm 1972 là một người rất nghiện cờ bạc và đã thiếu nợ rất nhiều tiền. Nhưng mà khi vợ của ông đã chiếm ông phải nằm nhà thương và vợ ông đã bỏ nhà ra đi, thì ông đã có sự quyết định phải ăn năn hối cải. Ông đã có lời thề với vợ của ông là phải cai cờ bạc, và vợ của ông cũng đã thứ lỗi cho ông. Bà đã bán hết tất cả nữ trang và lấy tiền dành dụm được trả hết tiền nợ nần cho người chồng của mình. Không những là vậy, bà còn đưa cho chồng của mình 12.000 để chồng của bà đi mua một mảnh đất là số 3 khúc thượng di của làng Ngũ Gia của nguyên cáo Mã Vĩnh Tài, đi mở một căn tiệm nho nhỏ. Mã Hổ vì thấy là quen biết với Mã Vĩnh Tài cho nên đã không tới phòng điện thổ đi sang tên. Và vào tháng 2 năm 1973, cô Mã Hương vì bị người say rượu đập trúng bể đầu, thương thế rất là nghiêm trọng. Và vì Mã Hổ không có tin tây y cho nên dẫn đứa con gái đi nhờ y sĩ Dương Thiên Phúc chữa trị giùm. Tại vì tiền thuốc và tiền quay mạch rất là mắc cho nên Mã Hổ phải vay 8.000 đồng của Mã Vĩnh Tài với tiền lãi là 15 phân. Và từ năm 1974 cho đến năm 1993 và cần phải trả trong suốt 20 năm. Vào năm 1973, ông Mã Vĩnh Tài di dân qua Hà Lan. Nhưng mà ông Mã Hổ từ năm 1974 cứ hễ mỗi năm đều phải gửi một tấm chi phiếu là 1.258 đồng chứng cắt cho ông Mã Vĩnh Tài, cho đến khi ông trả dứt nợ mới thôi. Số tiền, thời gian
và chứng minh của người nguyên cáo hoàn toàn không phù hợp. Về chuyện thuê nhà, thuê đất mà người nguyên cáo đã nói rõ, đó chỉ là hoàn toàn bịa đặt và cố tình giấu giếm sự thật. Và thưa quan tòa, chúng ta thì nên tin tưởng vào cái tờ giấy nợ này đã lập vào năm 1973, hoàn toàn không có liên hệ tới hợp đồng mua bán vào năm 1972. Mảnh đất số 3 đường Thượng Hương Di thuộc về thân chủ của tôi, chuyện đó hoàn toàn là sự thật. Luật sư người nguyên cáo. Thưa quan tòa, thân chủ của tôi và ông Mã Hổ vốn là anh em đồng hương với nhau. Hai người họ tình như anh em. Nhưng mà vì Mã Hổ là người diện cờ bạc, cho nên đã thiếu thân chủ của tôi Mã Vĩnh Tài 8.000 bạc. Cuối năm 1971, họ đã trong nhà hàng Lan Hương, số 188 đường Mã Lộ Nguyên Lãng, mượn một tấm giấy và viết một giấy nợ tức thì. Xin lỗi. Thưa quan tòa, tôi muốn đính chánh. Số 188 là địa chỉ mà trước khi Tủ Gia đã dọn đi. Địa chỉ chính xác phải là 185. Lập tức đi coi Lan Hương, chừng nào dọn nhà. Ok. Sau khi xét lại tất cả chứng cứ và những căn cứ mà hai bên không biện đã đưa ra, và trước khi bổn tịch phát ra, có một điều nhất định phải cho người nguyên cáo và người bị cáo được rõ ràng là chí công vô tư. Điều khoản minh thị là điều khoản đính lập. Minh xác được đương sự cùng nhau thừa nhận, và hình thức của hợp đồng gồm có hình thức bằng miệng, hình thức bằng giấy và hình thức bằng hành vi. Chiếu theo án tình thì không khó phát hiện Mã Hổ là người cha của bị cáo cô Mã Hương, tuyệt đối có thực hiện lời hứa và chứng minh có thể minh xác, nhất là lời hứa hẹn cai cờ bạc của ông với vợ. Từ cái hình thức hành vi này khiến bổn tịch có thể tin rằng ông Mã Hổ ít ra là một người thẳng thắn. Thêm vào các việc điều tra của luật sư của người bị cáo, chứng thực địa chỉ của nhà hàng Lan Hương trước năm 1973 là số 88 Đại Mã Lộ Nguyên Lãng, chứ không phải là 185 mà đã viết trên giấy nợ. Chỉ với điều này thì đã khẳng định tấm giấy nợ này là viết vào năm nay sau năm 1973, nghĩa là chứng cớ mà bên nguyên cáo đề ra không được thành lập và có ý đồ đề cùng chứng cớ giả và có tội khinh miệt tòa án. Cho nên bổn tòa tuyên phán cô Mã Hương là người chiếm hữu hợp pháp mảnh đất số 3 của đoạn Mạnh Hương Di. Vào năm 55 tuổi, tôi bị bệnh Bách Kim Tính. Tôi tưởng là tính mạng của tôi đã kết thúc. Sau khi làm xong phẫu thuật, tôi qua 56 tuổi. Tôi chờ đợi 67 tuổi của tôi, 88 tuổi và 99 tuổi. Tại vì có người từng nói với tôi, không có hy vọng thì coi như không còn tính mạng, còn tính mạng thì coi như có hy vọng. Tôi không phải nói là tôi mong ngày mai này thức dậy rồi tôi sẽ có một loại thuốc mới để chữa lành bệnh. Tôi chỉ mong là một ngày của tôi có thể sống được rực rỡ. Tôi mong các bạn đều biết, khi đương đầu với nghịch cảnh, chỉ cần ôm lòng hy vọng thì nhất định có thể đi qua được. Có tín niệm, có tính mạng thì nhất định là có hy vọng. Hôm nay tôi nói chuyện không có cà lâm chứ hả? Thầy nói khá lắm, học sinh đều vỗ tay để quan nghênh. Đó là họ nể mặt thôi. Nhiều khi tôi thấy nói gì cũng vô dụng, cho dù họ nghe được cũng không hiểu đâu.
nhất định phải đích thân từng trải mới có thể lãnh ngộ ra được. Chỉ có ông mới có nhiều kinh nghiệm như vậy thôi. Không phải đâu, cô cũng có mà. Hả? Đã đánh điện thoại chưa? Cái gì mà gọi điện thoại? Bất cứ quan hệ gì cũng phải trao ra là việc tất nhiên. Nếu có duyên phận cũng phải cố gắng đi duy trì thì mới được ha. Cú điện thoại này có lẽ khó khăn, nhưng mà tôi nghĩ không làm khó được người tài cán đâu. Đánh điện thoại đi. Đang ở đâu vậy? Sao lâu quá? Được rồi, mà lại đi. Bye bye. Đã tới hả? Nếu anh đã hẹn với người khác, tôi nghĩ tôi không ngồi. Tôi không có hẹn ai đâu, ngồi xuống đi. Nè, ngồi xuống. Cho tôi một cơ hội để cùng với cô đặt tên cho đứa nhỏ. Tôi không muốn gì đứa nhỏ. Tôi thật lòng mà. Đừng lánh né tôi nữa. Tôi đã nghĩ xuống rồi. Thực ra sự nghiệp và gia đình đều quan trọng như nhau, và đều có thể cộng tốt. Tôi hôm xưa chỉ là quan kỹ. Xin lỗi. Alo. Được, tôi xuống ngay. Tôi chào. Đừng bỏ đi. Tôi trở lại mau lắm. Chờ tôi. Ngồi nhầm chặt chi kế xong nhì bị hầu trình ngò như hay bê bị giao tha chữ chi. Fion, Fion à, nghe tôi nói trước đã. Tôi đã mua xong nhẫn cưới rồi. Thật ra tôi muốn đem cái máy hình lần trước, nhưng mà đã quên đem theo. Vì vội vã quá đã quên mất. Thật ra cái lẩm cẩm là người đứng. Hôm nay anh đã bao lớn rồi? Em đã quên rồi, là 34. Vậy hãy cùng cầu nguyện chúng ta có thể cùng nhau qua 45, 56, 67 tuổi. Bài 不想抛开自尊心，仍宁愿信自己可作主。任我算一种意识，一心一意，待明日努力再开始。忘了心事，我爱得起就不枉一时。快乐但不幼稚。